Thưa quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Đông Bắc Hoa Kỳ là một hội hoạt động từ thiện, xã hội, cộng đồng và đấu tranh cho quyền làm người của phụ nữ, cũng như đấu tranh nhân quyền tự do cho đồng bào quốc nội. Hôm nay, vào lúc 7 giờ tối, ngày 9 tháng 6 năm 2013, Hội đã long trọng tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 11 năm thành lập Hội tại nhà hàng Sài Gòn Maxim, thành phố Philadelphia, với một chương trình văn nghệ phong phú và đặc sắc, cùng với sự tham dự đông đảo của các vị lãnh đạo các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể và đồng hương trong vùng. Kính mời quý khán thính giả theo dõi một số những hình ảnh về hoạt động kỷ niệm 11 năm thành lập của Hội Phụ nữ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Người phụ nữ Việt Nam phải mang gánh nặng gia đình và xã hội trên vai. Trong xã hội hôm nay, chúng ta cũng có những anh thư nước Việt như nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, như em sinh viên Nguyễn Phương Huyền. Họ là những phụ nữ Việt Nam chân yếu tay mềm, đã và đang tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do. Mặc dù trong hoàn cảnh tù đầy, mà tinh thần họ vẫn bất khuất. Chúng tôi hy vọng họ đã nhén lên một chút khói để ngọn lửa được bùng lên, đốt tan một chế độ hung tàn. Đã 11 năm qua từ ngày Hội Phụ nữ chúng tôi được thành lập, theo tiến trình của thời gian, những hoạt động về xã hội, bác ái của Hội đã được ghi nhận trong chiều hướng cố gắng. Dù nhỏ nhoi, theo đúng tôn chỉ của Hội đã được đặt ra, song song vào đó là những hoạt động cho nhân quyền, đặc biệt là giống lên tiếng chuông để thức tỉnh lương tâm nhân loại thế giới và Việt Nam về tại trạng buôn bán phụ nữ trẻ em qua Đài Loan và các nước Á Châu làm nô lệ tình dục qua hình thức hôn nhân trá hình của bảo quyền Cộng sản Việt Nam. Hội cũng đã giúp trẻ em tập quyền tại Boston, Massachusetts, trẻ em mồ côi tại Việt Nam, gây quỹ cho nạn nhân bão Sandy. Hội cũng tham gia diễn hành văn hóa quốc tế hàng năm tại New York và các công tác tranh đấu cho nhân quyền tự do cho đồng bào Việt Nam. Nguyễn Đình Toàn, tường trình từ